Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là ngày 20 âm lịch của tháng Giêng. Thì sáng nay thì mình đi giao lòng thỏ cho bà con, cũng như là mình đi bắt thỏ thịt cho trại thành viên. Hôm nay mình đau lưng á, thì mình không có khiêng được, cho nên là ba mình với vợ mình bưng. Mình đau lưng quá cho nên là ba mình với vợ mình bưng. Hôm nay mình giao có 32 cái lòng thỏ thịt thôi, với lại 4 con thỏ đực giống cho trại. Trại này là trại mới, mình chưa có hỗ trợ bao tiêu bởi vì là chưa được 100 nái. Thì tương lai hy vọng là chị lên 100 nái thì lúc đó mình sẽ bao tiêu cho nó dễ dàng hơn để bắt thỏ. Còn cái lòng ở dưới này để mình bắt thỏ cho một người chú ở Biên Hòa. Mời các bạn theo dõi mình nha. Bị gai cột sống á, cho nên là giờ không bưng lòng nổi nữa. Bưng bữa giờ nó đau lưng quá nên nhờ ba với vợ bưng thôi. Làm cái video này nhằm mục đích quảng cáo của sản phẩm bên mình, đó là lòng thỏ. Thứ hai nữa, song song đó là những phụ kiện đi kèm như là cái van uống nước. Đây là van xanh 2 lò xo, van chrome, van vàng và van đồng, kèm theo những cái dòng thuốc chuyên dụng cho thỏ mà mình đang xài nha các bạn. Kìm bấm lòng, ghim bấm lòng đó. Các bạn nào có nhu cầu thì ủng hộ mình xin cảm ơn rất nhiều, và mình sẽ hỗ trợ lại cho tất cả các bạn những gì mà mình biết nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ủa, anh Vinh là em của anh hả? Gái, em gái. À, em rể. Dạ. Ngỗng quài giò. Thuốc thang quá trời. Đẹp quá đẹp. Dạ. Để lắm vậy? Mà để lắm nuôi không nuôi chán. Dạ nuôi chán lắm. Anh làm cao ráo mát mẻ nè, sạch sẽ. Dạ không. Mà thiệt ra thì có thỏ ngoài thì cũng có cho nó bú được đâu, khó lắm, bú cực lắm. Nó không giống như con dê là bỏ vô bình cho nó nút dễ. Rồi nó để sai ghê. Mà bây giờ không biết làm sao, tại vì mình quăng thì cũng tội. Mà để thì dạ, nhưng mà để thì nó ốm teo à. Để bữa nay được bao nhiêu nái chị? Dạ 52. 52. Ủa bây giờ phải là làm thêm nữa. Em thêm ra đó nội thật đó, tại giờ mẹ phải nhốt 2 nhốt 3 không rồi à, chặt quá, nó chậm lớn. Nói thêm đó, tại đây em còn dư một lần nái nữa nè. Dạ. Dạ, ở đây thì chị ra với hàng đồ đều đều không? Em lái em cũng mới ra 2 tháng gần đây, là lái bắt hai lần trước rồi, cũng bán lẻ nhưng mà bán mấy cái quán nhậu á. Dạ. Tại chứ em làm công ty thì nuôi ít, chứ mình chưa có kinh nghiệm á, đâu có dám nuôi nhiều dạ. Đâu. Dạ. Giờ em nghỉ công ty rồi mình tăng số lượng lên. Dạ. Cũng có mấy lái. Dạ kẹt, mình phải phụ vào lái một chút xíu, lỡ đâu mà mình ra không kịp thì mình gọi em tới bắt phụ. Em mới bán lái 2 tiếng à. À, dạ. Dạ, mà trước giờ bán lẻ em bán nhậu. Dạ. Dạ. Anh có thu không? Em thì em vẫn thu cho trại thành viên của mình đó chứ. Dạ. Dưới này thì cũng hơi xa thiệt. Thì em cứ nuôi đi, mà ví dụ như có kẹt thì cứ alo. Dạ. Alo rồi có gì anh em hỗ trợ, anh không bắt được thì anh chỉ cho mấy anh em lái gần gần để bắt nè. Dạ. Đất mình rộng hả chị hả? Dạ.
Trời đẻ lắm quá, mấy con đực này chắc nó cũng dữ dằn lắm đây. Dạ. Bỏ nó vô lòng về nhốt nó lại rồi bỏ con vô. Khỏi quậy. Hơi chặt. Dạ. Trời ơi, nhiều con nó quỷ lắm. Nó cắn hoài. Nó cắn cũng cắn riết rồi cũng mệt luôn á. Đúng rồi, phải giữ nó trước. Nguy hiểm lắm. Nhau giữ người ta. Nè cái đàn này đẹp nè. Đông mà đẹp. Hai, bốn, sáu, tám, trời. Nó được chín con mà đều rang rồi nè. Ở đây sao đẻ tám, chín, tám, chín, mười, mười một. Do mấy con đực nó cũng thù dạng sung nữa. Đẻ nhiều thì mình quăng thì tội, mà không quăng thì nó cũng không. Nó cũng chết từ từ mà. Dạ. Quăng thôi, để bốn. Chết từ từ chứ để quăng tội. Rồi làm. Sạch sẽ không có một cái miếng gì gọi là ấy chứ. Dạ, mà ấy là mình cũng có phòng nắm ghẻ rồi chứ hả? Nắm ghẻ em cũng. Dạ. À, cái lòng đợt này nó không giống như lòng đợt này nữa. Bây giờ là nó sẽ khác, để em ra em hướng dẫn nha. Nó cũng giống na ná vậy, nhưng mà nó sẽ không có hai tấm như vậy nữa, mà nó chỉ một tấm vậy thôi. Ở bên kia nó có một vách. Đi ra đây.